tại Cô Gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương. Xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì sáng nay gửi con tơ này về bến xe Cái Tắc Hậu Giang ha. Còn cái thùng này hôm qua, cái clip trước em nói rồi ha, nhưng mà bắt từ tối qua, sáng nay em gửi luôn. Con này là con tơ nè, gửi về cho anh trai ở bến xe Cái Tắc Hậu Giang. Tình trạng chân thì cũng nói rồi, hàng này là hàng tặng thôi nha anh em, hàng tặng. Thì con này tặng đi kèm với điều khoản của bốn con lẻ hồi đó em bán. Thì trước bán bốn con lẻ đó thì chết mất một con lẻ, sau đó còn ba con thì em bù vô một con. Thì ảnh nuôi thời gian đợt đó cũng tết tết đến nay cũng lâu rồi, cũng 5 tháng 6 tháng rồi. Thì ảnh nuôi thì anh nói có một con trống chắc trống này em ơi, nhưng mà đâu hơn tháng nay là anh báo đậy. Từ bữa mình cũng có gọi là hỏi lại, tại mình cũng có chính sách bảo hành, nó chắc có một con trống rồi, còn ba con kia thì chắc mái rồi. Cuối cùng hôm qua hôm kia anh nhắn lại kêu con nghi trống nó là mái rồi, nó đẻ trứng rồi. Thì hóa ra chim bên mình chơi tốt quá mà mái tưởng trống luôn. Đó thì thôi, cũng thực hiện lời bảo hành thì gửi anh lại con này. Con này thì nó cũng đang chìm đang nổi, nó cũng chưa có gọi như là nổi mạnh. Tại vì ở nhà thì nó bị đè nên em xuống cơ quan đây cũng có chịu gù rồi đó, nhưng mà chưa có chơi mạnh nên chưa làm clip gửi được. Nhưng mà con này giờ cũng khá đó, có bài cũng khá, bao cắm thôi. Bây giờ em bắt bỏ thùng rồi, cuối cùng cũng xong, cũng êm xuôi. Nói chung thì mình bán buôn thì mình lâu và dài chứ đâu phải bán xong rồi thôi đâu nè. Nên anh em mua chim thì tin tưởng thì em rất cảm ơn ha. Chứ mình xác định vừa đam mê vừa kiếm tiền vừa làm việc, chứ không phải nào mà xác định chỉ thu nhập từ một nguồn được ha. Với lại em cũng hớt tóc nữa, một buổi chiều em ở cơ quan mà em hớt tóc xuyên xuyên đi hớt tóc cũng kiếm được cũng 100.000 á, trong tầm tiếng á. À, đủ sống rồi. Chứ mình cũng không có những cái suy nghĩ tiêu cực đâu, không có lừa lọc anh em làm gì. Đó, bữa nay sáng sớm gửi một đơn như tối qua đó là đi Vĩnh Tường Hậu Giang, ngã ba Vĩnh Tường. Cái đơn này đi Cái Tắc mà giờ mưa quá mưa, bây giờ là 6:01 mưa quá. Thời tiết trên Bình Dương giờ này mưa nhiều quá anh em, chiều chiều mưa, hồi tối qua cũng mưa. Hồi tối qua đi gửi đơn cuối, gửi đi về Đắk Lắk, mưa quá mưa, mưa ướt nhẹp thùng luôn. Mà câu chuyện mưa mình cũng không có ngán, mà mình ngán cái là người mua thôi. Thật sự thì câu chuyện hôm qua cũng vừa buồn buồn cũng bực bực. Lúc đầu anh gọi anh mua mình là sáng là 8 giờ 7 giờ mấy 8 giờ anh kiếm xe anh gửi cho mình. Thì bình thường thì anh hỏi luôn đi, anh hỏi giao dịch thì sao luôn đi, tiền bạc thì cháu dễ. Thật sự cái câu sự chuyện này thì nó cũng góc nhìn mà cũng là bài học cho mình thôi, cho nó dễ, anh em dễ tiếp xúc tiếp cận để mất công mít lòng. Thì đơn giản thôi, tới hồi em đóng thùng xong lúc 4 giờ chiều em gửi cho anh, xong em gửi số tài khoản cho anh. Cái tầm 7 giờ mấy anh điện lại, anh hỏi là để anh chuyển, nhưng mà chừng nào chim lên xe thì em chụp hình là chim lên xe thì em chuyển cho. Thì xong rồi chuyện không có gì hết, tầm 15 phút sau nữa anh lại điện rồi anh nói là thôi để khi nào anh nhận chim ở trên bến xe rồi anh thấy chim là anh chuyển khoản cho. Thì lúc đó trời rất là mưa, rất là lớn, mưa xối xả luôn, mưa không thấy đường luôn. Mà mình đang ở nhà đó, là mình chạy từ dưới đem từ dưới cơ quan chạy về nhà, xong rồi là gần 20 cây rồi, 25 cây. Rồi chạy lên cổng xanh là thêm 5 cây nữa, gần 30 cây á. Đó. Mà trời đang mưa, mình đang bực mình luôn, mình nói thôi anh khỏi cần mua nữa đi, em để thùng đó, em ra thùng để bán cho người khác cũng được. Thà như anh nói từ đầu, thôi anh
cũng bị lừa này kia, anh cũng tâm sự cho anh bị lừa này kia, anh chờ chỉ thấy yêu cầu thấy chim là anh chuyển khoản chứ không có gì hết. Thì anh nói từ đầu vậy anh em dễ làm việc, không có gì hết. Tại vì tính em thì cũng vẫn có bán thu hộ đối với một số trường hợp thôi chứ cũng không có nhiều, nhưng mà bên cái thu hộ nó cũng vất vả nữa. Nên em cũng có tình nói với anh em rồi, nói thì cái nào giúp được em thì giúp, còn không thì em cũng chấp nhận thu hộ thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cuối cùng thì hôm qua cũng hơi bực bực, tại vì hà như từ đầu anh em nói thẳng là anh nhận kim thu hộ em bán được thì bán cho anh, nhận tiền thu hộ từ nhà xe vậy vui vẻ gì đâu. Từ lúc về nhà kêu chuyển tiền xong rồi chụp hình lên xe rồi anh chuyển tiền, rồi xong rồi nhận kim rồi anh chuyển tiền. Thật sự là em cũng bị lừa chứ, nói bản thân anh bị lừa thì biết anh cũng bị lừa rồi. Thì cái đó em cũng tôn trọng, cũng chia sẻ với anh, nhưng mà anh em mình thống nhất từ đầu thì nó dễ đó. Thì thôi đó cũng là một câu chuyện của em, thì cũng kể cho anh em nghe, cho cái clip nó dài dài hơn xíu cho anh em mình nghe cho vui thôi. Chứ thực sự thì buôn bán mà gặp người này người kia chứ đâu khi nào nó cũng bằng phẳng hoặc là này kia đâu, nên là có cái gì thì mình cũng chia sẻ cho nhau thôi, không có gì đâu anh em, không có ý hay nói xấu hay đã kích ai đâu. Nhưng mà thực sự thì trong cuộc sống, trong kinh doanh cũng vậy, có những lúc cũng khó khăn một chút thôi, do mình chưa hiểu nhau thôi, nên đó là cái do phương pháp mình làm việc thôi, nó không có gì quá nặng nề. Nhưng mà lần sau em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Rồi cuối cùng chúc anh em mình buổi sáng thật là vui vẻ nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Rồi anh em xem nhớ cho em xin một đăng ký kênh nha. Rồi bye bye.